Nói thật với các bác là nếu mà bỏ ra cái số tiền hơn 200 triệu thì nó cũng quá là xứng đáng với mẫu xe này. Nó thật là quá xứng đáng luôn các bạn ạ. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, không phải Moling. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Kia nhưng không phải Moling. Trang bị hộp số tự động, máy 1.6. Các bạn biết đây là chiếc xe gì không ạ? Đây là chiếc xe gì không? Một chiếc xe cực kỳ là đẹp như thế này, mà giá thì hiện tại là trên 200 triệu anh em nhé. Đấy, một chiếc xe Kia Rio 2008 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động 1.6 bản đủ. Đấy, một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe thì không chê được điểm gì, tất cả đều rất là đẹp. Thực ra bỏ ra số tiền hơn 200 triệu, trang bị đầy đủ gương kính, chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Đấy, hệ thống đèn. Đấy, chạy chuẩn bao nhiêu đây, 71.000 cây. Một chiếc xe không thể chê vào đâu được. Anh em nhìn thấy cái vô lăng đã thấy đẹp lắm rồi. Đó. Vâng, xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một chiếc xe vừa mới cập bến cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một chiếc xe Kia Rio 2008 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Một chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng, tên tư nhân. Một chiếc xe cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng cho mọi người. Sơ xi màu bạc, form hatchback. Rồi. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi form hatchback cực kỳ rộng rãi và đăng kiểm đến 6 năm 2022. Lâu lắm rồi, cũng như lâu lắm rồi thì Tuấn Anh không về những cái dòng xe như thế này. Nhưng hôm nay có một chiếc xe cực kỳ đẹp như thế này đã được Tuấn Anh đang chào bán tới quý khách hàng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vậy quý khách hàng nào có nhu cầu về chiếc xe này không? Một chiếc Kia Rio form dáng dựa dựa như dòng xe Hyundai Getz, nhưng mà nó đẹp hơn và rộng hơn rất nhiều so với Kia Morning. Mua một chiếc Kia Morning 2010. Mua một chiếc Kia Morning 2010 bây giờ đã rơi vào tầm khoảng hơn 200 triệu rồi. Đấy, nhưng mà với chiếc xe Kia Rio này nó đẳng cấp hơn rất là nhiều và rộng rãi hơn rất là nhiều. Đi chắc hơn là rất là nhiều luôn. Đó. Cam kết cho anh em là xe không có đâm va đâm xô tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin cả xe. Bốn bánh được trang bị la đăng đúc đầy đủ hết theo xe luôn. Và hệ thống đèn của nó thì anh em có thể thấy đây, đèn của nó rất là sáng luôn, không lỗi nhé, đèn rất sáng, biển Hải Phòng. Vâng, đi rất là chắc, máy 1.6 anh em ạ, máy 1.6. Vâng, anh em thấy đây, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Và tất cả dàn lốp của chiếc xe thì anh em có thể thấy đây, lốp lác của nó này rất là đẹp, dày lốp, dày rãnh, cực kỳ đẹp, la đăng, la đơn chấu, đấy, rất xịn sò. Và nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng lỉ, lỉ nguyên bản theo xe, chân lỉ nguyên bản, tất cả trang bị hệ thống túi khí, túi kiếp đàng hoàng. Và tất cả những con ốc bản lề của chiếc xe là không có lỗi. Tất cả hệ thống cáp ly của nó còn rất là đẹp cho mọi người, rất là đẹp cho mọi người. Lỉ này, rồi là nhựa này, rất xịn sò. Kính 2008, keo chỉ zin 100%. Hiếm có một chiếc xe nào cực đẹp như thế này với giá 235 triệu đồng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này không thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Một chiếc xe Kia Rio 2008 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn số tự động, máy của nó là 1.6. Đấy, cực kỳ bành, cực kỳ khỏe và chạy chắc lịch luôn. Và đặc biệt đây là một chiếc xe có thể nói zin hết cả xe luôn. Đó, zin hết cả xe, keo chỉ này. Anh em thấy đây, tất cả những cái táp lô, táp ly của nó còn sạch sẽ và đẹp đẽ như thế này thì anh em phải biết là chất lượng như thế nào, đúng không ạ? Đó, rất là zin luôn, rất là ok cho mọi người, rất xịn sò. Đó, anh em nhé. Đó, một chiếc xe quá ok, nội thất lỉ nguyên bản theo xe. Và tất nhiên rồi, cột kèo thì 100% là zin 100% rồi, không lỗi rồi. Đó, đang đúc này. Đèn hậu của chiếc xe cũng khá ok cho mọi người. Vâng, kính của nó thì đã được dán phim 3M. Đó, phim 3M chống nắng rất là tốt và rất là đẹp luôn. Đó, kính sau cũng là 2.8 anh em nhé. Đó, tất cả các kính của zin hết, keo chỉ zin, cột kèo zin, tất cả mọi thứ đều rất là zin cho mọi người. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này không, anh em quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tất cả khoang cốp của nó rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn, đồ nghề tháo lốp đầy đủ hết nhé. Không có lỗi gì anh em này, không có lỗi gì luôn này. Rất xịn sò, con này khá đẹp luôn. Tiền nào của đấy, xe đẹp thì phải đẹp tiền thôi các bạn ạ. Các bạn đừng so bì với một chiếc xe mà nó có dưới 100 và dưới 200 như dòng Moling hay Hyundai Getz. Thực ra các bạn giờ mua Hyundai Getz bây giờ nó số tự động xe đẹp giá phải hơn 200. Mà đây là một chiếc Kia Rio
một chiếc xe cũng khá là hợp lý, nổi tiếng và rất là xịn sò. Mà hơn nữa thì đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp cho mọi người. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe còn quá ok, quá chất lượng, quá đẹp như thế này. Từng chi tiết nhỏ đấy, anh em thấy đây, rất xịn sò luôn, rất là đẹp đúng không ạ? Cửa đóng khá chắc luôn, tất cả còn quá đẹp với giá hơn 200 triệu đồng. À, một chiếc xe quá chất lượng cho mọi người. Đó. Rất là đẹp. Trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, tem dập trên khung nhà máy sản xuất luôn anh em nhé. Đấy, một kèo zin hết này. Đấy, anh em thấy đây. Vâng, vào trong xe thì con này được trang bị điều hòa cơ khá là mát. Đấy, và chưa có đầu đài màn hình nhưng trên đây sẽ nó có một cái cam. Đấy, một cái cam lùi và cam hành trình trên gương. Đó, có cam hành trình luôn anh em nhé. Đó, hệ thống làm mát, rửa kính, rửa kiếc là vẫn hoạt động bình thường. Tất cả kính kiếc của nó là lên xuống một cách ổn định. Và ngồi trong xe thì cảm thấy rất là mát, tại vì chiếc xe được dán 4 xung quanh là phim 3M, rất xịn sò rồi. Đó, sang ăn như người. Vâng, 7 vạn 71 ngàn cây. Điều hòa khá mát cho mọi người. Đấy, còi rất to và anh em nhìn thấy đây, chân của nó là chân nỉ nguyên bản, cực kỳ đẹp và cực kỳ sạch sẽ luôn, cực kỳ đẹp và cực kỳ sạch sẽ luôn. Đèn trần đầy đủ hết theo xe. Đấy, rất đầy đủ luôn cho mọi người. Đấy, đầy đủ luôn nhé anh em nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn, gạt mưa sau còn hoạt động bình thường luôn anh em này. Đấy, đầy đủ nhé, nội thất này. Đấy, quá ok luôn đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ xuống kiểm tra phần khoang máy xem con này máy móc nó như thế nào anh em nhé. Vâng, đây là hệ thống đèn đóm của chiếc xe này. Đèn đóm của nó khá là sáng nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy lên để kiểm tra máy. Xe cũng khá là đẹp cho anh em đây. Máy của nó là được trang bị động cơ 1.6, hộp số CVT. Đấy, Kia, máy Kia 1.6 nhé. Đây là cụm chia ABS này. Đó, đây là cái ụ giảm sóc của chiếc xe này. Đây lắp cabo này. Lắp cabo này, rất đẹp luôn. Đó, anh em có thể thấy được đây. Rất xịn sò và rất ok cho mọi người. Đây, giảm sóc của chiếc xe. Nói chung để bỏ ra số tiền hơn 200 triệu để mua một chiếc xe số tự động như thế này thì đây là một chiếc xe khá là hợp lý cho mọi người. Một chiếc Kia Rio 2008 nhập khẩu nguyên chiếc số tự động với giá chỉ có 235 triệu đồng thôi là quý khách hàng đã sở hữu chiếc xe này. Vì thế nên là quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Tuấn bằng máy góc hợp chất luôn. Cam kết là không có đâm đụng luôn. Đó. Vì thế quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh nhé. Một lần nữa Tuấn Anh của Hải Phòng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.